bà cười đi. Bà cười không cười à? Cái dáng không là 5 tiếng. Cái các khuôn đoạn này là khoảng tiếng rưỡi nữa là 6 tiếng rưỡi tất cả. Cho cái công gọi là cái công lao động. Cái công lao động là 6 tiếng, tiếng rưỡi một cái, xong rồi hơi 2 ngày thì mình không tính. 45 tiếng. 45 tiếng là mấy ngày? Quên từ nãy giờ hỏi Quyên Nhi là cái bé nó rất là nước mặn mặn. Đó lắm. Chị ta phân lắm gì giống chứ. Sao chưa ta giang? Có gì? Nó cỏ ra chị hai. Giống chứ ta cỏ. Không có bà. Thím Hoài nãy không lấy lục bình là giang. Ta sắp ra đây ta giang. 45 hours to finish one set of street. They will have to polish that and make the safe beautiful. And make it ready for apply the leaf on inside and outside. And it takes 8 hours to make the water here seem flat and ready for stick on that. 8 hours. Water here seem from. Thôi được chưa? Đem ra làm hết. Thôi được rồi. And it takes 5 hours to apply to stick it on outside and inside of one set. Đem vô đó. How many people work here? Nhóm này được bao nhiêu người? Cái nhóm này mấy người? Ba người. Nhóm này thuộc nhóm của cô Quyên. And the other có xa nhau không? Cách nhau khoảng bao nhiêu cây chứ? Sao tôi quấn nó bùng 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 ra có nó cắm mà có mình chút á, có chút rồi quấn rồi tới đâu cái nào quấn lấy quấn gì nè. Quấn vô nó xè ra là giác luôn mà nó không lấy lại. À quấn ra là nửa là gì đó hả? Quấn nó cả bùng cả bùng ra. Không có bà vuốt cái nào á, vuốt cái nào quấn cái nấy. Bữa hôm bà ngồi bà làm tới đâu bà xè ra gì tới đó rồi cái bác sĩ kêu bà lấy cái gì đó bà quấn vô. Bà quấn vô hôm nay có làm thịt ngon. Mau lắm rồi, vuốt thùng đống mà quấn được 3-4 cái vậy đó. À vậy đó nó mình dán nó thẳng luôn hả? Thank you.
Nhưng mà khi mà mình làm cái này mình có cái quy chuẩn về cái độ lớn của cái này không? Có cái thiết kế cái kích cỡ này nè. Cộng dây bên lớn này. Thường là thường là cái dây mình lựa dây sẵn gì nè, nó cũng đều, không thể là nhất thiết là không thể nào mà nó bằng nhau hết 100% được. Thì nó cũng có hơi cộng nhỏ cộng lớn. Thì đây là cộng này. The new and weight of big, big and smaller. There are two household use. Chị có nuôi heo thật không chị? Không, không có nuôi heo thật, nuôi heo nái không ạ. Heo nái nhiều con không? Four big. Chắc là bốn hai con heo nái hoặc là bốn con heo thường. Nếu ba con được. Chào mẹ, như mới về nè. Nó mới về nè, nó về. Đây là mẹ cô Phi. Mới đi bằng về một mới rồi. Mới ở Đồng Nai về đó hay chị? Thì chị mới đi làm ở Đồng Nai về. Ở khu công nghiệp à? Nó có thích, nó có thích tập điên về hay là thích rồi. Wow. It's very light to work. Trong đây nè con. Bảo ơn đâu. Con hỏi chú biết đợt khi trẻ chú có đi bộ đội không ạ? Có cha nó bộ đội. Bởi vì là có thể sinh non nó ảnh hưởng, nhưng mà cũng có cái trường hợp là vì có thể nhiễm chất độc da cam từ ông hoặc là từ bố hoặc là gì đó. Khi đi khám thì bác sĩ không có chẩn đoán là cái đó. Beautiful to ride. And the family try here to confirm that. Bác cô. Yeah. Thì đợt rồi thì bên trung tâm anh dương còn có kết hợp với gia đình, nó có đưa vì lên cái trung tâm phục hồi chức năng ở Cần Thơ khám. Biết sao? Cái này là chỗ này là có một cái lửa rất sét nè, nó không chịu được. Lúc màu chỉ có bên trên thôi. Đất mình gọi là cát sét, đất mình nó nhỏ, nó không nóng. Nóng, nóng. Thế thôi. Thì cứ đợi từ từ rồi mình ấy sau năm là mình. Nó mưa thì. Do chứ để mình bỏ phí đất này là uổng. Không mà lúc tỷ bấy giờ vậy nha. Trường hợp mà nhưng để em nói ngược lại, thứ nhất bảo hành về thể xác thường thường. Thank you.
đây là mục tiêu của họ rồi. Xong ở đây là công tác viên và gia đình họ sẽ cam kết với mình nếu như họ làm đúng ạ. Cam của mình hay cam mua? Donc ils ont du riz. Ils ont donc 2000 mètres de riz avec deux récoltes par an. Donc ils ont du son de riz, mais en fait bon, c'est vendu à la récolte et puis ils rachètent du son après. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.